Lúc nãy em inbox trên Facebook với anh á, xem nói chuyện lạnh lùng quá vậy. À, thì tại nhà trọ em đông người, cho nên em ngại nói chuyện thôi. Em sợ người đó đọc inbox em đúng không? Không, không phải. Em sợ em và người đó gây nhau đúng không? Em phải nói là không phải mà. Anh hiểu mà. Giữa chuyện đi ai